Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì có một khách hàng đến mua đôi Lightning Super Light của bên shop Hùng. Thì sau đây Hùng sẽ có bạn ấy đang ngồi đây, Hùng sẽ hướng dẫn mọi người cách check code hàng Lightning chính hãng luôn. Đầu tiên mọi người vào trang chủ của Lightning là lightning.com. Mọi người chọn ngôn ngữ Trung Quốc. Ok, mạng đang load. Ở phía dưới này có biểu tượng một chiếc kính lúp này. Kiểm tra an ninh, các bạn nhập vào. Ok, bây giờ công nghệ của Lightlink thì đúng ra thì công nghệ của Lightlink nó có 3 dạng mã sau này. Mã bên này là thường mã cho phụ kiện này, đây là mã tem cào cho phụ kiện, thường là tất và khăn các thứ. Mã này là mã tem cào cho giày. Tuy nhiên thì cái công nghệ này nó chỉ sử dụng cho các mẫu từ đời trước năm 2016. Còn bây giờ thì đa phần gần như là 99% là Lightlink họ sử dụng mã số màu. Và mã số vạch màu này thì nó chỉ có ở chân bên trái của đôi giày, các bạn lưu ý bên phải không có. Ok, bây giờ Hùng sẽ nhập mã chống hàng nhái trên đôi giày này 000144. Mã xác minh chính là cái phần mã đỏ này đấy, 59. Mọi người lưu ý là nhập phải phân biệt hoa và thường nhá, F em phải F0. Ok, kiểm tra. Mã không chính xác, mã này sai. O đây là O I C2. C2. Ok, vậy là sẽ có một hàng dãy số gồm có bao nhiêu chữ số nhỉ? 12 chữ số ở đây. Nó sẽ trùng với các con số Hùng vừa nhập. Nó sẽ trùng với con số Hùng vừa nhập. Và nó có các màu sắc ở trên này. Thì mọi người sẽ so sánh màu sắc ở trên đôi giày của bạn, trên tem đôi giày của bạn và màu sắc ở trên này nó giống nhau tất cả các số. Cái thứ hai đó là tất cả thông tin của sản phẩm và hình ảnh của sản phẩm đều có ở đây. Đây là giày dép, đây là đây, size là 7,5 của nữ này. Size 7,5 của nữ, em xem đây, 7,5 đây. Mã là ARBN0583 này. Được chưa? Nữ này, màu sắc của nó ở đây, hình ảnh đôi giày đây. Đó, thì đôi giày đây là một chính hãng 100%. Mẫu giày Lightlink Superlight 14. Bên Hùng đang giảm giá chỉ còn 750.000. Đôi giày này đôi giày chạy siêu nhẹ của hãng Lightlink. Dòng giày chạy nổi tiếng thế giới của hãng Lightlink với khối lượng chỉ hơn 300 gram. Là một trong những tên tuổi nhất của làng giày chạy Lightlink trong thị trường giày chạy thế giới. Giá gốc của nó rơi vào khoảng 1 triệu 6 là 479 tệ và đang giảm chỉ còn 750.000 nhân dịp mùng 8 tháng 3 cho chị em nhé. Số lượng thì rất là ít, số lượng chỉ có 2-3 đôi mỗi size thôi. Vì vậy nếu mà mọi người có nhu cầu thì mọi người hãy liên hệ Hùng ngay nhá. Cảm ơn rất nhiều.